bình thường đấy, còn đòi mình đi chích thêm mũi nữa đó. Lộn lộn Xin chào, tất cả mọi người, là Lưu Việt Hùng đây. Ngày hôm nay thì Hùng mời tất cả mọi người cùng với Hùng review một trong những quán bánh cuốn mà Hùng rất là yêu thích từ những ngày còn ở Sài Gòn. Đó chính là bánh cuốn Tây Hồ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Đây, bánh cuốn Tây Hồ. Nào chúng ta cùng nhau vào trong tiểu review bánh cuốn Tây Hồ nhé. Let's go. Đó, bánh cuốn Tây Hồ nằm địa chỉ 127 Đinh Tiên Hoàng nha. 127 Đinh Tiên Hoàng. Đó. Bây giờ mình sẽ cùng review nha. Ở đây là một trong quán mà Hùng rất là yêu thích. Chúng ta sẽ cùng nhau vào đây ăn. Hôm nay đi cùng Hùng cũng là Tân Khánh. Cho em một phần đặc biệt. Không, đây giờ nó bán ra kêu gì? Còn này nó kêu riêng vậy nè. Ok, cho Hùng coi cái này xem nào. Bánh kêu khánh với Hùng giống nha, bánh kêu này nè, cái này ngon nè. Ok, chúng ta sẽ order bánh cuốn nhân thịt đúng không? Ừ. Một cái này, hai đứa, cái này đứa phần, cái này đứa miếng. Cứ kêu đủ đi. Đầy đủ đó. Kêu đủ hết ra đi, mình đủ review đó. Luôn. Rồi. Đủ rồi đó. Điếng ok. Cái này thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Bánh cam thì rồi, bánh cam mua cho cô. Đủ rồi đó. Chắc mình là cái menu để quay review cái nha. Đây. Bánh cuốn nhân thịt một phần là 48.000. Bánh ướt mà không nhân là 34.000 một đĩa nha. Bánh cuốn nhân thịt đặc biệt là 64.000 một đĩa. Bên này nem Huế là 10.000 một miếng. Chả lụa, chả quế 20.000, giá cả rất là dễ chịu ha. Bánh đậu này, bánh cam nè, hành phi nè. Rất là tuyệt vời. Rồi, chờ cho đồ ăn ra chúng ta sẽ cùng tiếp tục review nha. Nó 2 ly nước trà. Trà đá không ạ? À? Một ly trà đá, một ly trà không ly đá. Tiệm bánh cuốn Tây Hồ được sáng lập từ năm 1961. Đây là một tiệm bánh rất là nổi tiếng. Đó, có rất nhiều những bằng chứng nhận. Ở đây là có một chứng nhận là bà Trần Thị Cà nè, sinh năm 1919, mất năm 2006, chính là người sáng lập thương hiệu bánh cuốn Tây Hồ từ năm 1961. Và qua đi bên này là người thừa kế. Ở đây là hình ảnh của bà Đoàn Thị Tuyết Trinh, người thừa kế và phát triển thương hiệu bánh cuốn Tây Hồ. Và có cái tên nữa là cô nhỏ. Chúng ta có hai người thừa kế. À, chúng ta chỉ có một người thừa kế thôi. Cuốn ra, bánh cuốn ra. Rồi em lấy đi cưng. Đây là trà nè. Hấp dẫn chưa? Ok cưng, cảm ơn em. Rồi cảm ơn em. Hôm nay review chung với Lưu Việt Hùng vẫn là một người khách quen thuộc, đó chính là Tần Khánh. Đây, Tần Khánh hôm nay trong một chiếc áo hoa rất là đẹp. Đó. Rồi bây giờ mình review nha. Để cho Tần Khánh ăn trước, Tần Khánh review xem thế nào nào. Tại cái miệng Tần Khánh cũng khó lắm, nhưng mà nếu như mà ngon thì sẽ rất là ngon. Kén ăn lắm mọi người ơi. Ăn thử để cho vài review xem nào. Bao nhiêu năm rồi, bánh cuốn Tây Hồ đâu có thay đổi đâu, cho nên là rất là ghiền ăn, mà chỉ có rất là lường xa. Nếu khi nào Lưu Việt Hùng về mới đi ăn chung thôi. Hai năm Lưu Việt Hùng không về là Tần Khánh sẽ không ăn hết. Rất là ngon luôn nha mọi người. Ngon lắm rồi, mới khen lại hương vị của bánh cuốn Tây Hồ. Cái bột thấy sao? Nó mềm đúng không? Rất là mềm. Nó không có bỏ dạng như mấy chỗ khác bỏ bột da á. Cái bột của nó rất tự nhiên. Nhưng á, thì thịt với củ sắn rất là ngon. Có nấm mèo nữa. Mọi người yên tâm là vì Tần Khánh là người miền Tây mà đôi khi thẳng tính đến mức mà bộc trực luôn, cho nên những gì mà chia sẻ thì là chỉ có chính xác trở lên thôi, chứ không có cái chuyện mà
Hôm nay không được tặng kèm thêm bất cứ thứ gì để nói thêm nha mọi người. Rồi. Chứ không có ăn trả tiền chứ không phải ăn để quảng cáo. Xin thưởng cái này mọi người thấy nữa không? Thịt không phải như chỗ khác đâu, sắc từng miếng rất là to luôn. Trong này rất rõ là mọi người thấy thịt không nè. Đó nè. Cái này là xay nấm tay mèo băm nhuyễn ra. Và cái này là củ sắn và thịt nè mọi người không? Có một miếng kia mà người thấy 4-5 miếng thịt rất bự. Nhân rất là đặc ha. Nhân rất là đặc. Chứ không phải như chỗ khác không có bỏ thịt, bỏ giả bộ bỏ gì đâu. Còn cái này nè rất là chuẩn. Đó, hấp dẫn ha. Rồi. Bây giờ thì đến lượt Hùng cũng phải ăn. Nào, chúng ta cùng ăn nhá. Nước mắm nó làm rất vệ sinh, rất sạch luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nước mắm để riêng, ớt để riêng. Ớt là một củ ớt bằm rất ngon luôn. Ớt này ớt bằm chứ không phải ớt xay. Nhìn rất là ngon. Nó không có bị xay nè mọi người, nhìn một ớt nè. Bỏ chút xíu giấm vô. Nhìn chất lượng ha. Cho nên nó không phải là ớt xay mà để nổi bọt bọt bọt, bọt lên. Ồ. Tại Tấn Khánh trước đây cũng là một người làm về vấn đề thực phẩm, nông sản rất là nhiều, rất là dành về ớt hay rau, củ quả thì Tấn Khánh rất là dành. Đặc biệt là cái bánh này nè, bánh này rất là mềm, bánh chỗ khác ăn bánh này hầu như bỏ không à. Bột nhiều đúng không? Nó rất là cứng, cái bột rất cứng, còn ở đây ăn rất là giòn, vừa mềm vừa giòn, rất ngon luôn. Lỡ rồi review luôn dùng miếng chả với lại miếng nem xem như thế nào nha. Đây rất là đặc biệt, cái là nó không có để chung trong một cái dĩa đặc biệt như lúc trước. Bây giờ nó bán dĩa bánh gì riêng nè. Dĩa bánh này có loại bánh, bánh này là một dĩa 48.000 riêng dĩa bánh. Có một loại bánh có trứng nữa là 60. Thì cái bánh này nó bán riêng. Còn mình kêu nem á, gọi là chả đều là riêng, để riêng hết, không có để chung như vậy. Đây, cái năng thử miếng chả. Cái này là nem đúng không? À, nem. Nem. Nem của nó chua vừa đủ, không bị quá chua. Nem nó và ngon là bởi vì là chua vừa đủ đúng không? Đúng. Chứ đôi khi mà chua quá nó không ngon. Nó làm bằng thịt. Chứ nó không phải, nó không có bột, nó không có mỡ trong này. Rất ngon luôn. Trong đó mọi người sẽ ăn có một thiếu bớt và tỏi. Có tỏi, có ớt và có tiêu đúng không? Tiêu đúng rồi. Ngon lắm mọi người ơi. Chắc kêu thêm miếng nem nữa quá, quá trời ngon. Quá trời ngon hả? Thử dùng như miếng chả luôn đi nào. Chả này là chả quế chiên nha mọi người. Hai cái chả này là chả lụa, còn đây là chả quế chiên. Ồ, à đúng rồi đây. Chả lụa thì là nó không có cái viền vàng đúng không? Đúng, còn cái chả chiên là có cái viền vàng. Chả của nó thì rất là giòn. Nói chung là rất ngon. Nó không có bị cái bị bột nhiều đúng không? Hầu như thế không bột. Bởi vì là tiệm bánh cuốn Tây Hồ này là đã được sáng lập từ năm 1961 lận mà. Bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm trời rồi. Đây, trời ơi, nhìn miệng từ cái ăn ngon quá, chịu không nổi, đến lượt Hùng cũng phải ăn đây. Rồi Hùng ăn nha mọi người nha. Nem ngon quá không phải kêu thêm một phần nem ăn. Tấn Khánh ăn thử nem rồi và thấy ngon quá mà kêu thêm. Một vì ăn chả rồi cho nên không kêu thêm phần chả. Hai đứa giờ này rủ nhau lên cân bởi vì đã đi review mà toàn quán ngon nên ăn rất là nhiều. Đang rất sợ mập. Cái này cái mập lên tới 5 kg rồi. Nhưng mà hồn về rủ là phải đi ăn thôi. Mà kệ, để khi nào hồn về bên Mỹ thì phải giảm cân lại. Mình có mềm quá không? Ngoài kia là xe phổ chạy tấp nập luôn. Mặc trong một cái như thế nào trong là hai đứa vẫn ăn rất là enjoy.
sau 10 phút thì Lưu Việt Hùng và Trần Khánh đã oanh tạc hết hai đĩa bánh cuốn cộng thêm rất nhiều, ba đĩa chả, ba đĩa nem chua. Nói chung là rất hài lòng. Một lần nữa mọi người mà tò mò mà muốn đến ăn đó thì đây, chúng ta có thể ghé 127 Đinh Tiên Hoàng, bánh cuốn Tây Hồ, cô nhỏ để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại vào những vlog kế tiếp của Lưu Việt Hùng. Xin chào.